Phút xinh đẹp lúc nãy nó đã qua rồi mọi người. Welcome mọi người quay trở lại với cái gương mặt mọc của gà. Thì các bạn nhìn tới đây các bạn cũng biết rồi đúng không? Thì ngay bây giờ gà sẽ bắt đầu vào luôn cái chu trình make up, dress up này nọ của gà để làm sao để mình có thể có một cái diện mạo trông giống như lúc nãy, hoặc là cái diện mạo mà gà đặt tên nó là gà vào mùa thu. Đùa thôi. Video ngày hôm nay thì gà sẽ chia sẻ với các bạn cách mà gà make up trang điểm, giữ lớp nền như thế nào cho nó thật căng bóng, thật đẹp trong cái mùa thu này nha. Tại thường thường mùa thu là một cái mùa mà cũng không quá khó để mình có thể có một cái lớp nền đẹp. Tại vì mùa thu là cái lúc mà trời nó thanh thanh, nó mát mát, nó hơi se se lạnh một xíu thôi. Tuy nhiên là các bạn phải để ý thật kỹ về cái khâu mà kiểu trước lớp nền á. Nếu không thì lớp nền của mình sẽ khá là dễ bị mốc, hoặc là nếu mà các bạn dưỡng ẩm quá nhiều thì nó cũng có thể sẽ là bị đổ ở những cái nơi mà kiểu nóng hơn, ví dụ thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở Hà Nội mà khi mà nó đã kiểu se se lạnh rồi thì nó sẽ khó đổ hơn. Tuy nhiên là sẽ có những cái ngày Hà Nội rất là oi, ví dụ như cái đợt vừa rồi gà ra thì Hà Nội oi cụp luôn. Nên nói chung là để có một cái lớp nền mùa thu hoàn hảo thì cần có rất là nhiều lưu ý luôn. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ gà sẽ cùng bắt đầu trang điểm luôn nha. Rồi thì cái bước đầu tiên của cái chu trình make up ngày hôm nay của gà thì gà sẽ sử dụng kem chống nắng. Thì đây là Calming Daily Sunscreen đến từ Blancpool. Cái kem chống nắng này á, thì căn bản là gà thích. Tại vì như này, đầu tiên thì các bạn biết là những cái loại kem chống nắng Hàn Quốc á, trừ những cái dòng mà nó kiểu siêu kiềm dầu này nọ, ví dụ như là No Sebum của Innisfree á, thì còn lại hầu như tất cả các loại kem chống nắng Hàn Quốc gà thấy thì nó đều cung cấp cho da một cái độ ẩm mướt rất là hợp lý để sử dụng trong cái mùa thu này. Thì đó là lý do tại sao dạo này gà sử dụng em này liên tục luôn. Em này có SPF là 50, PA là 4+, rất là hợp lý đúng không mọi người? Và dung tích của em này là 50ml. Như các bạn có thể thấy thì hiện tại gà đang tan cái em kem chống nắng này ra. Cảm giác của cái em kem chống nắng này lúc nó ở trên da thì nó thật sự rất là mềm luôn ấy, kiểu nó siêu mềm á. Và như các bạn có thể thấy thì nó hầu như là nó tan hoàn toàn vào da của gà luôn, và nó sẽ để lại một cái bề mặt trong kiểu bóng bóng kiểu như này nè, nó sẽ bóng bóng thôi chứ nó không phải là kiểu bóng nhảy ấy. Và với một cái lớp kem chống nắng như thế này thì mình sẽ không có sợ là nó sẽ quá bóng ảnh hưởng tới lớp make up, hay là nó sẽ quá khô mà làm cho lớp make up của mình bị mốc. Thật sự đây là một cái loại kem chống nắng cực kỳ thích hợp để mình sử dụng trong cái dịp mùa thu này luôn. Các bạn thấy sau khi bôi xong kem chống nắng thì da của gà trông kiểu nó có cảm giác là nó sẽ có một cái độ bóng này, mọi người thấy không? Tuy nhiên là nó sẽ không có bị bóng nhảy lên, và cảm giác là cái da của mình nó căng mướt, và đặc biệt cảm giác là nó có cái kiểu filler nó sang phẳng cái lỗ chân lông của mình á, để lát thì lớp nền trượt lên thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bây giờ sau khi bôi xong kem chống nắng thì chúng ta sẽ đợi tầm 10 phút để cho cái kem chống nắng này nó absorb hết vào da, tạo một lớp trắng trước đã, trước khi mình move tới những cái bước make up tiếp theo. Ok, và sản phẩm tiếp theo mà thường bình thường thì gà sẽ không sử dụng mấy. Tuy nhiên là vào cái mùa thu mà gà nghĩ là chuyển từ thu sang đông thì gà cực kỳ thích sử dụng những cái em kem như thế này luôn. Thì đây là em Filter Cream đến từ Blancpool luôn. Thì nếu mà bạn nào chưa biết về Blancpool thì đây là một brand Hàn Quốc khá là nổi tiếng trong khoảng thời gian gần đây, với cái sản phẩm chủ yếu là cái sản phẩm này nè mọi người. Gà thấy cái sản phẩm này nhiều người xài mà ai cũng khen luôn á. Và sau khi gà trải nghiệm thì gà cũng cảm thấy cực kỳ thích luôn. Đó chính là lý do tại sao mà gà sử dụng nó trong video ngày hôm nay. Thì căn bản đây là một cái em kem có khả năng dưỡng nha mọi người. Thứ nhất là nó có khả năng dưỡng skincare, và ngoài ra thì nó có một khả năng đó chính là nâng tông và làm đều màu da. Thì bây giờ gà sẽ thử lên mặt cho mọi người xem nha. Kết cấu của nó thì cực kỳ là kiểu kem cream mà nó kiểu kem lỏng á mọi người, rất là thích luôn. Nó không có bị kiểu như những cái loại kem nâng tông mà gà ghét á. Những cái loại kem nâng tông gà ghét là khi mà nó kiểu bôi lên da mà nó làm cho da mình cảm giác là nó cakey, xong rồi nó streaky, xong rồi nó chalk, nó có mấy cái vệt mà kiểu lằn mà nó quá khô á, thì gà rất là ghét những loại kem nâng tông đó. Còn với cái loại kem nâng tông của Blancpool thì như các bạn có thể thấy là sau khi mà bôi lên da mình vỗ vậy nè, thì nó sẽ cho mình một cái bề mặt da rất là ẩm. Đầu tiên là rất là ẩm, rất là căng và bóng nha. Và ngoài ra thì nó cũng làm cho cái khúc này nó đều màu hơn và cảm giác là nó sáng hơn. Và thêm một cái nữa, nó sẽ rất là ăn make up luôn. Tại vì cái bề mặt mà nó ẩm như vậy thì lúc mà kem nền đồ lên nó trượt sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Các bạn có thể thấy là cái khả năng mà nâng tông của nó thì không phải là kiểu nâng tông ầm đùng á, mà nó chủ yếu là kiểu nhẹ nhàng. Và thậm chí là cái kết cấu của nó mỏng ấy, nên là có thể layer tận 2 lớp lên thì vẫn ok. Đây thì như các bạn có thể thấy nửa mặt bên này của gà á, trông là nó trắng kiểu hồng hào lên luôn á, kiểu nó hồng hào, xong nó có một cái
cái độ glowy mà nó ánh ánh ẩn ở trong á, thì đây chính là một cái bề mặt cực kỳ tốt để lát khi mà mình đi cushion hay đi kem nền lên kiểu gì nó cũng đẹp. Còn bên này cái vùng mà gà không đánh á thì cảm giác là nó sạm hơn và nó kiểu không có được giàu sức sống như bên này đúng không? Bên này thì trông rất là căng mướt rồi bóng rồi đủ thứ các kiểu. Cái này thì nhìn hơi sạm thôi, thì đó là do tại sao phải bôi cả mặt. Thì lúc mà gà đọc thành phần của em này á, thì gà thấy là nó có một cái thành phần là glycerin. Thì glycerin là một cái thành phần mà để giúp cho, đây, như các bạn có thể thấy là cái độ ẩm trên da của gà đang được tạo ra từ cái loại kem nâng tông này á, là đến từ glycerin đó mọi người. Đó, mọi người thấy không? Chỉ cần vỗ một xíu thôi là nó đã kiểu sáng bừng bừng lên rồi. Thì là đến từ glycerin, tại vì glycerin là một thành phần dưỡng ẩm cực kỳ tốt luôn. Và ngoài ra thì nó còn có một cái thành phần nữa là niacinamide. Thì đây là một cái thành phần gọi là thành phần vàng trong cái làn mà để dưỡng da trắng luôn á. Thì có nghĩa là vừa sử dụng em này nó vừa nâng tông như thế này, nhưng mà đồng thời thì nó cũng có thể là dưỡng trắng da từ sâu bên trong, để cho da của mình cảm giác là mỡ hơn sau nhiều lần sử dụng. Và đặc biệt các bạn biết cái điều mà Ngài cực kỳ thích ở em này nữa là gì không? Nó hoàn toàn không có cái mùi gì hết mọi người. Đây sẽ là một cái điểm cộng dành cho những cái bạn nào mà kiểu bị ghét hương liệu hay là kiểu cảm giác là nó dễ kích ứng á. Tại vì thường thường hương liệu ở trong mỹ phẩm thì là fragrance á, thì nó rất là dễ gây kiểu kích ứng, xong rồi cảm giác là mẩn đỏ trên da. Thì với những cái bạn nào mà da cực kỳ nhạy cảm á, thì em này hoàn toàn rất là ok, không sợ gì hết ha. Và sau một khoảng thời gian á, thì bôi vỗ á, thì cái lớp kem mà nó đã xét trên mặt này rồi thì nó sẽ để lại một cái bề mặt rất là ẩm. Như Gà nói rồi thì đây là một bề mặt tuyệt vời để cho kem nền có thể trượt lên và có thể bám chắc ở trên này hơn. Và ví dụ như những cái vùng, ví dụ như kiểu dark circles ở vùng quầng thâm mắt, hay là những cái vùng mà kiểu thâm khóe mũi đồ này nọ, đỏ khóe mũi đồ này nọ, thì cảm giác là nó được trung hòa bớt, tại vì cái tông của cái kem nâng tông này là trắng hồng, chứ nó không có phải là trắng xanh hay là kiểu trắng bệch gì hết mọi người. Đó, ví dụ như là bình thường, ví dụ như là các bạn chỉ có đi gym đồ á, thì các bạn hoàn toàn có thể là mình sử dụng cái kem chống nắng, sau đó một ít kem nâng tông này thôi để nhìn cho mình kiểu hồng hào hơn á, sau đó mình đi gym được rồi. Gà từng sử dụng em này đi gym và gà thấy là sau khi mà kiểu mồ hôi ra nó không có, thường thường các bạn để đi, ví dụ như là những loại kem nâng tông khác mà khi các bạn bị dính nước lên hoặc là các bạn bị ra mồ hôi, nó thường sẽ kiểu trắng, xong rồi nó kiểu khét kỳ, xong nó động cục bùn các bạn thì rất là ghê. Tuy nhiên là các em này sẽ không có bị kiểu càng ra mồ hôi thì da mình càng có cảm giác là kiểu ẩn hơn rồi hồng hơn rồi xong. Đó, cái kiểu mà càng ra mồ hôi thì càng đẹp á, là càng để lâu trên mặt thì càng đẹp. Đó là lý do tại sao dạo này là cực kỳ thích cái em kem nâng tông này luôn. Tiếp theo á, cho cái lớp nền á, thì Gà cũng sử dụng cái cushion này đến từ Blankful luôn. Thì cái cushion này nè các bạn, Gà cảm thấy là nếu mà sử dụng không á thì nó khá là giống những cái loại cushion bình thường, tức là nó cũng ẩm, cũng chia được khuyết điểm, nói chung là bình thường. Tuy nhiên là khi mà Gà sử dụng cái em cushion này của Blankful cùng với lại là cái kem nâng tông của hãng này luôn á, thì Gà thấy là hai cái em này đúng là combo dành cho nhau á. Kiểu đã dùng em này á, thật ra thì em này đánh dưới lớp nền khác, những cái nền khác, ví dụ như là nền đây, cái nền Bobbi Brown này thì cũng rất là đẹp. Tuy nhiên á, là Gà cảm thấy là hai cái em này sẽ là một cái sự kết hợp hoàn hảo nhất cho nhau. Và thêm một cái nữa thì em cushion này cũng kiểu rẻ á, nên là nó Gà thấy rất affordable luôn. Và cái tông của Gà sử dụng ở đây là tông 21. Thật sự là Blankful làm rất là tốt với những cái sản phẩm nền của hãng. Tức là cái nền của Blankful á, Gà thấy là thứ nhất là nó sẽ rất là hợp với những cái bạn mà da châu Á. Tức là những cái bạn da châu Á thì thường là cái undertone nó hơi bị vàng, nên là họ sẽ nghiêng cái sản phẩm của họ về thiên hướng là màu hồng nhiều hơn. Thì khi mà đánh lên thì nó kiểu trung hòa màu vàng, xong làm cho mình kiểu có nhiều sức sống hơn á mọi người. Và thêm một cái nữa là cái nền của Blankful thường thường rất là chắc, kiểu giống như là Gà đánh như vậy mà thêm là cái tiết trời mùa thu nữa thì Gà đi cả ngày luôn, nó cũng không bị đổi gì hết. Thì đó là điều mà rất là thích luôn. Bây giờ thì mình cùng đánh thử em cushion này lên nha. Đây, lấy một lần lấy sản phẩm lấy được khá nhiều ấy, nên là bạn nào mà sử dụng em này thì lưu ý là, đó các bạn thấy không, là mỗi lần mình lấy là mình nhấn vừa thôi. Lớp nền này rất là chắc luôn. Nếu mà bạn nào cũng kiểu thích đánh nền sáng như Gà á, thì các bạn hãy tham khảo cái tông nền 21 nha. Tại vì thường thường Gà thấy là 21 có vẻ là khá sáng rồi. Còn nếu mà bạn nào thích mà makeup kiểu TikTok Trung Quốc đồ này nọ thì hãy tham khảo cái nền mà kiểu 13 ấy, thì 13 sẽ sáng hơn. Cảm giác cái nền này lúc mà đánh lên da nó rất là mát á, tức là nó kiểu cái nền ngọc nước á. Nhưng mọi người có thể thấy là hiện tại thì Gà tán chưa đều đâu, Gà cần phải tán thêm một xíu nữa. Tuy nhiên là trước mắt thì có thể thấy là nó rất là kiểu mỏng nước. Sau khi Gà đánh xong lớp nền thì căn bản là nó sẽ như thế này, tức là nó sẽ vẫn giữ được cái độ ẩm. Thì như các bạn có thể thấy là bởi vì lúc nãy mình đã sử dụng kem nâng tông á, nên là cái độ bóng ở trên mặt của mình nó vẫn hiện rất là rõ luôn. Và thật ra cái nền này á các bạn, nó khá là ít
ít ẩm hơn so với những cái nền Hàn Quốc khác á. Tức là những cái cushion Hàn Quốc khác các bạn sẽ thấy nó kiểu siêu ẩm ấy, còn cái này thì nó kiểu chắc hơn và đứng hơn nên là có thể giữ cả ngày mà không sao hết. Và đồng thời thì là bởi vì lúc nãy cái kem nâng tông nó đã kiểu neutralize, nó đã làm cho những cái dark circles của gà nó biến mất khá nhiều rồi, đã trung hòa khá nhiều được cái dark circle của gà rồi, nên là bây giờ gà chỉ cần dặm lên thêm một cái lớp cushion là nhìn cái mặt kiểu flawless, khá là ok rồi đúng không? Sau đó thì gà sẽ sử dụng em này, đây là một cái cây chì kẽm mày của Innisfree. Và màu gà xài ở đây là màu số 3 nha, là cái màu nó hơi xám xám một xíu ấy. Tại vì thứ nhất là cái tóc gà hiện tại là tóc đen, tuy nhiên là nó sẽ có hai cái line nó màu vàng thì nói vậy thôi, thì căn bản là vậy á các bạn. Nên gà cảm thấy là sẽ tốt nhất nếu mà là cái màu chân mày gà nó là màu xám thì gà sẽ kẽ theo cái khung mà có sẵn thôi. Gà chuẩn bị đi làm lại chân mày á, tại chân mày gà bây giờ thì nó đã hơi kiểu bị gọi là sao ta, bị nhạt quá nhiều rồi. Đó, cho cái phần đầu mày của mình cảm giác là nó nhạt màu hơn so với hai bên này, cực kỳ là đơn giản luôn á mọi người. Tiếp theo thì ở cái phần đánh mắt á, thì cái phần base mà nguyên cái màu mắt gà á, gà sẽ đánh bằng cái màu Hoola đến từ Benefit. Thật ra đây là một cái màu kiểu tạo khối, tuy nhiên là gà cảm thấy là nếu mà mình sử dụng để đánh mắt á thì cũng rất là ok. Đó là do tại sao mà gà sẽ sử dụng cái màu này để đánh toàn bộ vào mắt luôn. Kiểu cái màu này ấm ấm á, đây sẽ gần gần cho các bạn xem cho rõ nha. Cái màu này nó kiểu ấm ấm ấy, nên lúc mà lên mắt á, đó các bạn thấy không, nó là một cái màu nâu, nhưng mà nó không có bị kiểu nâu quá, nó cũng không có bị kiểu cam quá, nó là cái màu trung tính. Vì là make up mùa thu mà nên là mình muốn nó nâu nâu và nó nhẹ nhàng thôi. Tán màu nâu ra cho cả hai bầu mắt để nhìn cho cảm giác là nó ấm hơn á. Cái tông mà trang điểm ngày hôm nay người hướng tới là tông rất là ấm luôn. Tiếp theo thì gà sẽ sử dụng cái bảng mắt này Brow Obsession đến từ Huda Beauty. Thì cái bảng này cũng đã có khá là nhiều năm nay rồi, gà vẫn sử dụng, gà nghĩ là gà sắp phải vứt nó đi tại vì nó hết hạn á mọi người. Tuy nhiên là video ngày hôm nay chưa kịp mua bảng mới nên mình cứ sử dụng đi. Gà sẽ sử dụng cái màu này các bạn để gà chồng lên cái lớp màu nâu lúc nãy. Đây là cũng là một cái tông nâu, tuy nhiên là nó sẽ cam hơn nên gà sẽ chồng thấp hơn. Tức là gà sẽ chỉ đánh từ đây lên đây thôi chứ gà không có chồng cao như lúc nãy. Đó, để tạo nên một cái độ kiểu sâu hơn cho mắt của mình, hai tầng màu á các bạn đó. Các bạn thấy không? Sau đấy á, để gọi là kết nối hai cái màu nâu á, thì gà sẽ đánh thêm cái màu nâu này. Đây, cái màu nâu ở cuối bảng á, lên cái phần gọi là phần giữa hai cái màu base với lại là cái màu lúc nãy mới chồng lên. Tiếp theo á, thì gà sẽ sử dụng cái màu này nè các bạn. Cái màu này gà chỉ sử dụng ngón tay của gà thôi, một cái màu nâu đỏ rất là xinh, để gà đi gọi là gần gần cái đuôi mắt của gà. Các bạn chỉ đánh cái màu này ở cái phần đuôi mắt thôi, không mình kéo ra cái phần đầu mắt một chút xíu thôi. Đó, chủ yếu là tập trung vào cái phần giữa tới cuối mắt. Với cái này á các bạn dùng ngón tay là tốt nhất, tại vì kiểu các bạn có thể gọi là kiểm soát được chính xác là màu đi đâu ấy. Sau đó thì mình sẽ dùng cái cọ này các bạn để mình tán lại cái phần edge, tức là cái phần edges này nè, các bạn tán lại nó thêm một lần nữa để cho cảm giác là nó nhẹ nhàng hơn ấy. Các bạn cứ nối cái màu đỏ lên trên, ở trên một xíu cũng được. Và bây giờ các bạn có thể lấy cái ngón tay út ấy, các bạn đi cái màu ở ngay cái khúc cuối bầu mắt này nè, để cho kiểu nó lan cái màu ra. Tại vì bình thường cái này có các bạn ai cũng sẽ dùng cọ làm á, nhưng mà người không có cọ nên là người sẽ đánh cả mi dưới của người bằng ngón út luôn. Đó, thì căn bản là hai cái bên mắt của mình nó nhìn nó sẽ đỏ 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 vậy nè mọi người. Sau đó thì các bạn cứ tán một chút ra, tán một hồi ra nữa để cho cảm giác là màu nó blend đều hơn với nhau ấy. Sau đó thì nếu mà các bạn cảm thấy là nó too much thì các bạn có thể sử dụng cái màu mà nó trắng trắng vậy nè để mình phủ qua cái bầu mắt của mình để cảm giác là nó nhạt cái màu tất cả mọi màu lại ấy. Cái chip này rất là kiểu hữu dụng luôn á mọi người. Những cái lúc mà gà thấy gà đánh hơi lố thì gà hay sử dụng màu trắng để gà đi lại một lần thì nó sẽ kiểu làm cho mọi thứ nó đầm lại á, các bạn thấy không? Đó, vậy đó. Nên là cái kiểu mùa thu của gà. Ok, bây giờ thì gà sẽ kẻ mắt. Thì gà kẻ mắt gà phải làm off camera á, tại vì mỗi lần mà kẻ mắt trước camera gà kiểu rung kinh khủng, xong lúc nào cũng kẻ như con điên á. Nên là hôm nay gà sẽ không làm nó trước camera mà làm xong đó là quay lại cho mọi người xem ý. Đúng như gà dự đoán thì chỉ cần gà không kẻ mắt trước camera thì gà kẻ mắt cũng được. Nhưng mà mỗi lần mà gà kẻ mắt trước camera á, kinh khủng luôn á mọi người, không biết nó là thuộc cái dòng gì luôn á. Đây, tiếp theo đến màu má thì gà sẽ sử dụng màu má của NARS. Và cái màu mà gà sử dụng trong video ngày hôm nay thì nó tên là Thai Mahal. Nói chung đây là một cái màu kem cháy, đây cho mọi người xem. Đó, màu kiểu kem cháy á.
xong rồi Ngà sẽ đi kiểu hơi, tức là không có phải là kiểu quá sức là kiểu đậm ấy, nhưng Ngà sẽ đi nhạt nhạt thôi. Bởi vì là màu má của NARS nó rất là pigment, nên là các bạn nếu mà không muốn mà kiểu mình vừa mới đánh đã lố thì các bạn phải dặm trước ra tay kiểu vậy nè. Đây các bạn có thể thấy đúng không, dặm trước ra tay rồi mình mới dặm lên má. Tại màu má của NARS nó nguy hiểm lắm luôn á, kiểu là đây các bạn thấy nó lên màu đẹp đúng không, nhưng mà bị một cái nữa là nếu mà các bạn mà kiểu dặm mạnh tay á thì nó sẽ rất là dễ làm cho cái má của mình kiểu nó như một con điên luôn á, không có ok chút nào. Và các bạn sẽ thấy đây là cái sự thần kỳ của lớp nền á, mặc dù Gà đã sử dụng một cái phấn má bột để Gà phủ ở trên, nhưng mà nếu mà Gà đây, với lại nắng mặt trời mà chiếu vô các bạn thấy da Gà vẫn rất là căng bóng đúng không? Đó là cái hệ quả của cái việc mà mình đã vừa sử dụng một cái loại kem chống nắng có ẩm, sau đó mình sử dụng một cái lớp fill, gọi là một cái lớp kem nâng tông, như một cái lớp filter ở trên để cho nó kiểu cân bằng lại. Sau đó thì mình sử dụng thêm một cái loại kem nền mà chắc chắc ở trên nó, tức là cái nền của mình nó vẫn sẽ đứng, nhưng mà nếu nhìn vào cũng sẽ cảm thấy là nó rất là kiểu khỏe, bóng khỏe, hơi ẩn, glowy nhẹ, rất là dễ thương. Vâng vâng, tín tin. Và đây là Gà đã thay đồ xong. Thì đây chính là cái lúc mà thường thường mùa thu Gà sẽ mặc nhất á, tức là Gà sẽ make up thật là quyến rũ, thật là đậm như thế này. Sau đó thì Gà sẽ mặc thêm một cái áo sơ mi tay bèo màu đen. Cái này thì Gà mua được ở second hand giá rẻ, giá chỉ có 140.000 thôi. Tuy nhiên chất lượng hay mọi thứ thì nó rất là tuyệt vời luôn á mọi người. Đó, mọi người thấy sao về cái tổng quan ngày hôm nay của Gà? Tới giờ thì Gà vẫn rất là thích lớp nền luôn á mọi người. Thấy kiểu lớp nền quá đẹp ấy, kiểu kiểu ánh sáng đang vào và nhìn mặt Gà đang rất là trung hòa. Ok, tất cả những cái thông tin sản phẩm về Blanco thì Gà sẽ đều để ở dưới description box để mọi người có thể tham khảo, để có thể có một cái lớp nền mùa thu nó ok như thế này nha. Và nếu mà để Gà chọn sản phẩm Gà thích nhất trong cả ba thì Gà sẽ chọn cái kem nâng tông. Tại cái kem nâng tông nó thật sự là sử dụng với nền nào cũng đẹp luôn á mọi người. Nó đều sẽ kiểu làm cho cái lớp nền của các bạn bám cả ngày luôn. Và ngoài ra thì nó còn tạo cái độ glow trên da cực kỳ xinh như vậy nữa. Thumbs up. Ok, hy vọng các bạn thích video. Nếu các bạn thích thì nhớ like và subscribe Gà Ly TV nha. Bye bye.